Hello. Hôm nay có chở hai cha con đi xuống quận 12. Thôi nghe nhạc đi. Đổ xăng, đổ xăng để chưa coi như là nếu mà nhóc này có ngủ cho ngủ trên xe luôn, nổ máy tới chiều luôn. Sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc tay chân miệng. Dấu yêu bên vai anh, đắm
Mật đi đâu vậy Mật? Đi đâu? Mật đi đâu? Hôm nay Mật đi đâu? Đi lớn, nói lớn lên coi. Con đi đâu vậy? Hả? Con đi thăm bà nội. Con đi thăm bà nội. Đúng không? Rồi.